bạn chụp riệp xuống bộ máy bong bóng chia tay group đang ở khnhiê đại công phong tu sơn á video tiệt tung từ thân nam ở sát bờ ran robot khnhom bạn ngày nay khnhom miền thân nam ở sát bờ ran mui bập bênh đại ai chịu mà chui bong bóng nề rì đại công phong miền bảy ha và công vòi phơi chất riêng clip ca du hơi hay tại vậy mình miền côn nằng kê bà đại khắc ca rồi từ đó buôn đọc chân nam chiến còn nữa tại mình miền côn tiệt bà chấm nai lôi cả có Australia và từ lơ cả tinh tham để cay đầm bay vô mà phát vô mà lep đầm bay ở miền cồn và nữ tại mình toàn miền cồn tiệt anh chẳng thấy ngày ní không qua thấy miền bảy nhà ai tiệt thấy xâm nhập bom ôn bữa rồi cái đấy sợi cái đấy để chụp bị bắt toàn miền cồn prai nằng kê ní và ở trong tham ni phong đại viên miền tháp ở giàu chỉ trở ấn và mình tha tẹt tôn từ nâng bảy hà thuê ở miền bắc nội tề và vì a chui sầm ruồi nơi sờ sai chiêm phong đại và chấm pua bờ rò vĩnh và prà bàn hộp tham ni hay thuê ở cầm lăng nâng cả chắp cả chen và miền là cầm lăng cầm hang khăng khla đôi đầm rầy xa chăng bà mình copy đầm rầy cho preng của màn thế prà hơi bà vì ai thôi ơi à pư được bao nhiêu nưng vì hết khăng khla chăng muốn tham thiết bà mà là hết từ bàn vì miền cầu bà phù ta biết khăng chăng hết bàn vì miền cầu bà này dậy lên sao mình tịt hết bà anh chăng dương từ lập từ tháng năm rồi bao dương vĩnh bà năm nay phong đá ai prà chấm pua nề rí các bạn bờ rác các bạn bà ban đôi khnía bớt sân chia phong pua nề rí đại cầm phong miên bảy ha rồi liệt mọt bôn mọt ấy và đại bôn này nâng miên bảy ha chọc rồi khnong chèn kè nâng cọt trơ đây bà anh chăng thằng này nick nhom đầu từ lơ cả chui ao miên bất tài phần nào thế bà chui ao miên côn bà dừng dây sưu sạp thế nam ni phật hơi đang chui bằng phaôn ở miền cồn mà anh chẳng kẻ tôn từ nâng rục chia tờ vây đâu mà vây tới bàn về bị xe khăn lấy bà chẳng xôm phục máy bằng phaôn ngọt khí anh chơi từ mơ chỉ mùi nâng nhóm hơi nâng vị thi phơ hơi nâng vị thi prá đôi tờ từ bà bằng phaôn ngọt khí anh đi hơi chia đâm cái hạt hạt đâm chẳng còn xóa bà chẳng phục máy bà cắt chì xóa hơi nè nơi tam chân lục bật sọc xài ná sọc xài sọc chùm ca nâng quạt bà cắt chì xóa hơi đàm chẳng còn xóa bà bọn bộ nè nơi Phnom Penh nè nơi tì krong khlác quạt có mình bàn xóa bà màn tế đòi xa nơi tì krong ạp nhìn bày chơ ấy xâm rạp ai đàm rô cà chết ní đâu nâng ai tay đồng bọn khlác bê nhóm anh từ tam pleasure tới có ai miền đấy nữa bà nghe sâu rô thế bà đam chừng còn xóa này anh chẳng đam chừng còn xóa này dương vô mà thưa rồi biệt mạch bà hay hộp vị thi prà nâng rồi biệt mạch từ bà ti muối bong ôn đọ vô đam chừng còn xóa này chẳng rư nữa bà đọ vô chẳng rư máu hay dương cắt vô tại trầm rư về tới vô từ hà bong ôn vô từ hà thằng ai vậy ngút bà môn thằng hà nâng dương liên tật ở sân và hà ngụt hơi chăm dương vô mà prà ca chẳng vì thi prà dương đâm chỉ mùi nâng tức nó bông ổn và chẳng dương parimán đại dương đâm chỉ mùi nâng tức nâng cứ rước chẳng còn xoa nấy dương vô mùi cái đập bà dương chập mùi cái đập mong mùi chấp cái bán này mình đo thân nằm mùi cái đập bế thế vì chờn bế thế mùi cái đập nâng của thân nằm nấy việc làng bà chẳng dương đâm chỉ mùi nâng tức mà lít cả là bà mà lít cả là nữa rồi sa ao đã tức mà lít cả là nấy dương tre ca rồng ngoa vía đập rám từ mà phay nửa tiền nọ chẳng vía ai sợ tức là hay chẳng bong ôn bà đam tức chấm nuôi 10 lít cả là nấy hỏi ban p để tức phù hơi dương dương tiền ni là ca từ pi đập rám nửa tí từ mà phay nửa tiền bà chẳng phê đại cục chùm nguồn đọc răm này tí rưu một phê này tí hãy bóng ôn đã về cho bà rưu có bật lột lương tớ đám bây ơi tốt ơi bị tạch chạy bà hãy phê đại bảo rịp hộp nâng dương miên phê bị lìa bảo vệ bà
ពេលព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចបាទបាទអញ្ចឹងយើងញ៉ាំមុនបាយមួយម៉ោងមុនទៅឬក៏កន្លះម៉ោងមុនទៅបាទនឹងឲ្យថ្នាំវាបានជ្រាបចូលក្នុងសរសៃតសូងរបស់យើងបាទហើយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងយើងហូបមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងក្នុងមួយដងមួយកែវបាទក្នុងមួយដងមួយកែវបាទ ហើយក្នុងពេលព្រឹកដែលយើងហូបនឹងយើងព្យាយាមហូបមុនបាយនឹងរយៈពេលមួយម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងអីទៅបាទយើងហើយណាហើយល្ងាចក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលបងប្អូនទទួលទានបាយល្ងាចនឹងយើងចាប់ដើមហូបមុនបាយនឹងឲ្យបានមុនមួយម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងចឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យឆ្នាំនឹងវាជ្រាបចូលទៅក្នុងទឹកសៃឈាមឬក៏កម្រងនោមរបស់យើងឬក៏ កោសិកាដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានកូនបានបាទហើយបញ្ជាក់ផងដែរឆ្នាំនេះយើងត្រូវហូបទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធតែម្ដងបាទកុំឲ្យមានការសង្ស័យថាខ្លៃលោមកពីប្រពន្ធមកពីប្តីបាទទើបមិនមានកូនអញ្ចឹងយើងហូបទាំងពីរអ្នកទៅកុំឲ្យសង្ស័យទៀតថាមកពីប្រពន្ធឬមកពីប្តីបាទអញ្ចឹង ឆ្នាំឱសថបុរាណរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងទៅនឹងបញ្ហាអត់មានបុតអត់មានកូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអត់មានបុតមានកូននេះពិតជាមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយបាទយើងមិនបាច់ចំណាយលុយកាក់រាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីទិញថ្នាំល្អៗយកមកប្រើដើម្បីឲ្យឆាប់មានកូននោះទេ គ្រាន់តែថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងនេះក៏អាចជួយឲ្យមានកូនបានដែរបាទបានដូចគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាបាទបាទពេលដែលបងប្អូនពុកម៉ែបានប្រើថ្នាំឬសង្គ្រងស្វានេះរយៈពេលមួយខែទៅមួយខែកន្លះបាទបងប្អូនពុកម៉ែប្រកាសជាឃើញលទ្ធផលមួយដ៏ប្រសើរបំផុតបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសង្ឃឹម 70% ទៅ80%ដែរបាទអញ្ចឹងថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរក៏អាចជួយបងប្អូនពុកម៉ែឲ្យមានបុត្របានដែរបាទມັນចាំបាច់ថ្នាំពូកែពូកែទេនាំតែអស់លុយទេបាទអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់អ្វីមកបៀតបៀនឲ្យសោះបាទហើយ សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share ហើយនិងចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងឆ្នាំបុរាណចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា